Xin chào các bác. Một chiếc xe đạp thường có 10 món thì riêng em Đúc D500 em giới thiệu các bác hôm nay có đến 5 món của Shimano, mà không chỉ là Shimano thường, nó là Shimano cao cấp nhé. Nó giống như con Đúc T820 mà em bán cực chạy mà em review cách đây độ tầm 2 tháng ấy. Thì món đầu tiên cũng giống như em Đúc đấy, đấy là một đôi phanh dầu của Shimano mã là MT200 của Nhật. Đây. Sản xuất tại Malaysia nhé, có dập nổi chữ này, mã hiệu của nó là BLMT200. Món thứ hai là món tay đề Shimano mã là M315. Đây. Dập nổi chữ này, hàng chính hãng nhé, các bác yên tâm. Hàng này là em làm việc trực tiếp với nhà máy luôn, chọn màu, chọn cấu hình. Món thứ ba đấy là một cái gạt đĩa trước của Shimano, mã là TI500. Đây nhá, đây là có dập chìm chữ này, Shimano Indonesia, nơi sản xuất. Còn cái mã của nó là các bác nhìn từ dưới lên nhá. Nó hơi khó nhìn một tí vì bọn này nó làm cái mã nó dập ngược dưới lên. Món thứ tư đấy là một cái củ đề sau của Shimano Antut, mã là M310. Đây, củ Shimano Antut. Và món thứ năm là món líp líp của Shimano HG208 tầng, và đây là líp thả cao cấp của Shimano nhé, cho một độ tròn rất là tốt và một cái tỷ số truyền cực kỳ cao luôn, và phải nói là cực kỳ bền. Đây là 5 món của Shimano mà trong cái tầm giá này ít hãng có thể trang bị được như này. Ngoài ra thì 4 món còn lại của nó cũng không hề kém cạnh nhé. Đầu tiên là một cái bộ truyền động của nó, rồi truyền động của Netco của Đài Loan và chạy vòng bạc đạn làm bằng nhôm, cực kỳ là trớn luôn. Món tiếp theo nữa là một bộ đùi của Prowell của Đài Loan, đùi đĩa bằng nhôm. Và ba món còn lại thì đầu tiên là một cái món của Chao Giang, tức là cái lốp này là của Chao Giang, top 10 nhà máy lớn nhất thế giới và top 1 của Trung Quốc luôn, được thành lập từ năm 1958, cho một cái chất lượng cực kỳ tốt và cái giá thành cực kỳ phù hợp nhé, tức là nó bền gần như cũng ngang ngửa với Kenda và CST, thậm chí bọn này còn chuyên gia công cho Kenda và CST cơ. Tuy nhiên giá thành thường nó sẽ rẻ hơn khoảng tầm 20% so với Kenda, rất là hay. Còn hai món còn lại đấy là ổ giữa và xích thì là hàng tiêu chuẩn, tức là ổ giữa là trục cốt vuông bằng đạn và cái xích này cũng là xích cơ bản thôi, dùng được tầm loanh quanh 3 năm, sau đấy các bác phải thay xích mới. Nói chung cái đây là cái chuyện bình thường. Nếu mà lên được xích của KMC thì nó ngon hơn, nó rơi vào tầm được 4 năm nếu bảo dưỡng tốt nhá. Còn quảng cáo một tí, bên em bán tại nhà, cắt giảm chi phí cho nên giá sẽ tốt hơn thị trường. Và cái em xe này em sẽ ghim giá ở phần bình luận, sẽ có cập nhật giá ở phần bình luận nhá. Em ghim ở đấy luôn. Về màu sắc thì em này hiện tại có hai màu, cuối video sẽ để danh sách các màu để các bác dễ lựa chọn. Còn sau đây thì mời các bác vào phần review đánh giá chi tiết về em Đúc D500 này nhé. Trước khi đi vào thông số khung sườn và càng phuộc thì em xin chia sẻ về dòng xe. Đây là thuộc dòng Hybrid nhé, tức là dòng lai giữa MTB và CT, tức là nó là khung sườn MTB có càng phuộc bình thường. Tuy nhiên bánh của nó không phải lắp bánh của 26, 27.5, 29 mà nó lắp bánh 700C, bánh của dòng Touring, thành ra em nó gọi là dòng Hybrid nhá. Có rất là nhiều ưu điểm, tức là nó sẽ êm giống như địa hình và nó cũng tương đối lướt, nó giống như kiểu City Bike hay là dòng Touring. Thành ra dòng xe này là một dòng xe cực kỳ có nhiều cái ưu điểm để mình đi phố, đặc biệt là cái phố Hà Nội. Ở trong đường không quá đẹp, còn đường mà đẹp hơn ấy, đường mà phẳng đẹp ấy, các bác nên ưu tiên mua dòng City Bike hẳn nhá. Còn cái đường hỗn hợp một tí thì mua dòng này thì thực sự rất là tuyệt vời luôn. Còn về đầu tiên khung sườn và càng phuộc thì khung sở hữu khung hợp kim nhôm, xử lý không mối hàn, cực kỳ mịn và đẹp luôn. Nước sơn tĩnh điện cũng cực kỳ mịn và đẹp. Đây, đề can thương hiệu là Đúc, mã hiệu là D500, mã hiệu làm hơi bé một tí. Dây âm khung được 2/3, tức là hai dây đi âm này, một dây này là dây phanh dầu đi ngoài. Nó chỉ có nó nhược điểm tí là nó không được đẹp lắm, tuy nhiên ưu điểm của nó là dễ sửa chữa bảo dưỡng nhá. Đây, vì cái việc luồn cái dây phanh dầu này nó cũng sẽ khá là khó, cho nên nhà sản xuất nó thiết kế đi ngoài, nhưng mà đi luồn phía dưới này cũng rất là gọn luôn. Phía sau có lỗ chờ đầy đủ để bắt ba ga. Này, ba ga này, tai của chắn bùn này. Chân ba ga, chân chắn bùn có đầy đủ lỗ chờ luôn. Và chân chống em nó thì cực kỳ là chắc chắn nhá, như em quảng cáo nhiều vào cái chân chống này rồi. Chân chống này thị trường rơi vào tầm 80.000. Nó thế tốt hơn cái loại chân chống mà không có cái ốc néo dài này, mà nó làm full thép ấy. Tốt hơn rất là nhiều, chỗ này bằng thép này, chỗ này bằng nhôm, cực kỳ là cứng cáp luôn. Có thể dễ dàng điều chỉnh độ dài ngắn, rất là hay. Bên em cũng có bán cái này. Và em hay quảng cáo là, tức là mấy cái chân chống rẻ rẻ đấy mà sau này nó hỏng thì nên thay cái loại này nhá. Loại này nó thực sự là rất là ok. Về càng phuộc của xe thì xe được một cái phuộc vai nhôm nhá. Vai nhôm bản to dày và là phuộc dầu, có khóa phuộc hành trình này. Lốc. Lốc lại không nhún nữa, có núm rì loát điều chỉnh độ cứng của phuộc. Đây. Nói chung như biên độ thằng này chỉ được tầm 10% thôi, nó không phải quá tác động được nhiều đâu. Nói chung lên cái phuộc cao cấp mà có ABS cộng ở bên này thì nó cái mức độ điều chỉnh nó sẽ được lớn hơn. Còn cái này về cơ bản là nó cũng rất là ok rồi. Để nó so sánh với khác biệt với những cái lòng phuộc không có cái này thì nó sẽ rẻ hơn tương đối về chất liệu nữa.
Về ống phuộc này, sơn tĩnh điện màu đen. Đây, dưới này này, bản cực kỳ to dày khỏe luôn. Có lỗ chờ để bắt chắn bùn đây. Cực kỳ là ưng. Còn về size số của xe, xe thử thông số giống đứng là 17 inch nhá. 17 inch là tương đương với size M. Chuẩn cho chiều cao từ 1m65 đến 1m75 và chiều cao đi được là từ 1m6 đến 1m8 nhá, đối với cái dòng Hybrid bánh 700C này. Và giống dài của em nó là 57 để cho bác nào cân nhắc về cái giống dài. Cực kỳ là ưng luôn. Nói chung đánh giá về khung sườn cảm phục em này thì cũng cực kỳ ổn luôn. Khung sườn phục này vai cực kỳ ngon. Và cái màu sắc thì bên em có hai màu đều em đều chọn ấy, thì đều màu này là em thấy là nó bán rất là tốt, và một màu xi măng nữa nhá. Về bổ chuyển đồng của xe, phía trước xe bị một Meyer làm bằng nhôm đến từ hãng Netco của Đài Loan. Sơn tĩnh điện màu đen, nói chung là nó vừa chống rỉ rồi, nó lại sơn tĩnh điện lên nữa. Thì nói chung là để cho nó đồng bộ với xe thôi. Và đặc biệt là em này là chạy vòng bạc đạn nhá, cực kỳ là trớn luôn. Và thông số vòng bạc đạn phía trong này thì em đã mở ra, nó là vòng 6000 RZ, để sau này nếu mà không may nó có lỗi vòng bạc đạn ấy thì các bác đóng ra và thay vòng bạc đạn mới là mua cho dễ nhá. Và cái này sử dụng trục chốt mở nhanh. Đây, trục chốt mở nhanh, dễ dàng mở ra để sửa chữa bảo dưỡng hay để vận chuyển cho nó gọn. Nan là nan sơn tĩnh điện thì nó sơn luôn màu đen, cái chân nan nó cũng sơn luôn màu đen luôn. Vành là vành nhôm hai lớp dày, khá là dày, cực kỳ đẹp, trông rất là khỏe. Và lốp là lốp của Chao Giang nhá, thông số là 622, tức là đường kính trong của vành này, 42 tức là độ rộng ngoài của bánh này. Đây thông số 740C tức là đường kính tổng của nó sẽ xấp xỉ 700mm, và cái độ rộng bánh mép phía trong của nó sẽ là 40mm nhá. Đây quả bánh này. Cái gai của nó em rất thích nhá. Cái gai này nó đi đường nó sẽ vừa bám đường và nó không bị gằn giống cái loại gai nó bị làm cao quá ấy, thì nó đi gằn khá là khó chịu luôn. Và xe này bơm thì thường bơm từ 3,5 cân nhá. Thường các bác bơm cho em tầm 4 cân đến 4 cân 2 là ok. Và xe này sử dụng van là van xe máy nhá, rất là tiện, đi đâu cũng bơm được, cực kỳ là tiện luôn. Còn về phía sau thì nó sở hữu cũng đồng bộ như thế, một Meyer Netco bạc đạn. Và cối là cối thả nhá. Cối thả nó khác hoàn toàn với cối vặn. Các bác sẽ tìm hiểu về cối thả thì biết là bây giờ phải tầm 4 triệu rưỡi đổ lên bắt đầu nó lắp mấy lắp cối thả. Nhưng mà cối thả hãng như này ấy, hãng lớn như này thì chỉ loanh quanh phải tầm loanh quanh hơn 5 triệu nó mới lắp nhá, chứ còn tầm hơn 4 triệu nó chỉ lắp cối thả thường là của tàu thôi. Tất nhiên cối thả đấy cũng tốt chứ không phải không tốt, em bán nhiều thì rất là ok. Tuy nhiên thì về cái tính thương hiệu nó sẽ không bằng những thằng này được. Thằng này là thằng Netco luôn, chuyên sản xuất nhiều phụ tùng của xe đạp lắm. Nói chung là sản xuất rất là nhiều. Còn về nam sơn này, vành bánh này, phía sau thì nó cũng tương tự như phía trước. Nói chung đánh giá về bộ chuyển đồng này thì cũng gần như là tốt nhất có thể trong tầm giá rồi. Nó cũng ngang ngửa với Novatec thôi, chả thua kém gì Novatec đâu. Chỉ có là thua về độ nổi tiếng, tức là về cơ bản thì thằng Novatec nó bán được nhiều hơn. Chứ còn về độ trớn thì em test về cơ bản hai thằng này cũng giống nhau. Thằng này vẫn ăn đứt của Joytech với cả những cái Meyer không phải bạc đạn bình thường, mà nó phải ngang ngang tầm mấy cái Meyer Combi của Shimano đổ lên ấy, phải tầm rất là tốt luôn. Về bổ truyền đồng của xe, đầu tiên sẽ được trang bị một đôi pedal có trục cốt thép chạy bicon. Ưu điểm là cực kỳ dễ sửa chữa bảo dưỡng, và nhược điểm của nó là nó không trớn như vòng bạc đạn được. Tuy nhiên về độ bền thì khi nó kết hợp với một cái vỏ phun nhôm như này, đây vỏ phun nhôm bản dày như này, đổ không lo vỡ thì nó thực sự rất là bền, bảo dưỡng tốt dùng 4-5 năm thoải mái. Còn cái vỏ mà không phải vỏ phun nhôm ấy thì thường nó sẽ không chịu được, thì không phải là do côn bi nó kém mà là do cái vỏ đấy nó không chịu được thì đổ nó hay bị vỡ thôi. Hai bên có hai vệt phản quang phải nói là cực kỳ dày dặn luôn, rất là chất lượng. Một bộ đùi của Prowell, đùi đĩa nhôm của Đài Loan, Prowell cực kỳ dày dặn, sơn tĩnh điện lên màu đen, ổ trục cốt vuông bạc đạn này, cực kỳ trớn luôn, rất là ổn trong tầm giá. Nói chung là cái này là cái tiêu chuẩn chung rồi, phải lên tầm 8 triệu hơn thì bắt đầu nó mới lắp trục rỗng nhiều, còn tầm 5-6 triệu thì nếu mà nó lắp trục rỗng thì nó lại đánh đổi là nó phải lắp các cái đồ khác nó xuống đi. Thì em thấy là lắp trục cốt vuông bạc đạn cho cái xe này là ổn để lắp các cái đồ khác, cực kỳ ngon như này. Một cái gạt trước như em nói từ đầu này, Shimano Indonesia, sản xuất tại Indo nhé, sản xuất tại Indo, và mã của nó là nhìn từ bên này lên, nhìn dưới lên, nó là gọi là T500. Về độ mượt thì nó đánh giá được tầm 18-10 so với của Antut rồi, nói chung là dùng ổn, dùng rất là mượt rồi. Bộ đùi này là có thông số là 243442 nhá. Đấy, thông số rất là ổn. Đi phố cực kỳ thoải mái luôn rồi. Có chắn xích ở ngoài, sạch sẽ dành cho các bác lười vệ sinh thôi. Chứ còn thực sự là cái này cũng không quá cần thiết, nếu mà những dòng cao cấp mà các bác vệ sinh được xích ấy, thì cái chắn xích này không còn quá quan trọng nữa. Một cái xích cơ bản thôi, xích này bảo dưỡng tốt dùng tầm 3 năm thoải mái, rất là ok. Nếu một ngày đi tầm loanh quanh 10 cây ấy. Còn củ sau của Shimano Antut, đây Shimano Antut, mã là M310, phía sau nó có mã nhá. Em check kỹ rồi thì nó là sản xuất tại China. Tức là công ty Shimano này nó có rất là nhiều chỗ sản xuất này. Malaysia, Indo, rồi là Philippines nó cũng có.
China cũng mạnh, à, tại Nhật cũng có, nhưng mà Nhật thì bây giờ hình như là nó cũng ít đi rồi, không còn quá nhiều, hoặc là nó chỉ sản xuất mấy cái linh kiện cao cấp của dòng xe đắt tiền thôi. Thì khẳng định là nó sản xuất ở đâu thì chất lượng tiêu chuẩn cũng là của Shimano của Nhật nhé, các bác yên tâm. Cái clip này là của Shimano HG208 tầng. Đây, clip thả cao cấp có thông số là 11 32T. Nó sẽ chạy nhanh hơn được cái clip vặn bình thường trong cái tầm giá kiểu kiểu như này, tầm 27% nhá, thì số truyền nó cao hơn 27% luôn. Và độ tròn thì cực kỳ ưng. Và xác suất lỗi thì nó thực sự là lên cối thả và lắp clip của Shimano xác suất lỗi gần như bằng không luôn. Còn về tay đề thì xe sở hữu tay đề Shimano mã là M315. Đây anh em nói từ đầu đây. Sản xuất tại nhà máy Indonesia luôn. Chỗ 22.2 này tức là nó biểu thị cho việc khi đông chỗ này nó là phi 22.2. Còn đây là tay đề phía bên trái cũng tương tự như thế, nhưng em không mở ra, em mở bên kia cho bác check cho dễ thôi. Đấy, hàng của Shimano bấm nhả cực kỳ là mượt mà luôn. Cực kỳ là mượt. Đấy, bên này em thấy này, rất là mượt. Và phải nói là cực kỳ bền luôn. Bán những cái đồ này gần như không phải bảo hành mấy. Đánh giá về cái bộ truyền động này trong tầm giá này thì thực sự nó là 10 điểm luôn. Em xe này chỉ đắt hơn em đúc T820 một tí, cũng cấu hình như này, vì là em nó trang bị thêm cái fuộc thôi, chứ còn về mọi đồ thì gần như cũng tương tự nhau và cực kỳ là ưng luôn. Về hệ thống phanh của xe, xe thì có hệ thống phanh đĩa dầu, tức là đây là đĩa phanh và phi của nó là 160. Cái phanh đĩa thì trông nó thể thao phanh V, hiệu suất nó cũng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên này dùng sẽ có nhiều lưu ý hơn tí nhá. Đây là củ phanh của nó này, hai cái mã phanh này này dùng được tầm 5 năm, nếu ngày đi tầm 10 cây, rất là bền. Và phanh dầu của Shimano thì phải nói là xác suất lỗi cực kỳ là thấp luôn. Em bán 8 năm rồi chưa thấy cái phanh dầu nào của Shimano mà lỗi cả. Độ kín thì cực kỳ tốt luôn, mức độ hoàn thiện cực tốt này. Đây là sản xuất tại Malaysia, chỗ này 2.2 tức là cái kích thước cái chỗ ghi đông này là 2.2 chỗ bắt đấy. BLMT200 Shimano gì đây, oil thì có nghĩa là biểu thị là nó là phanh dầu. Lực phanh trước sau thì về cơ bản gần như giống nhau, sau thì nó sẽ căng tay hơn tí. Tuy nhiên phanh dầu thì gần như cảm giác đấy nó cũng không khác biệt nhau quá nhiều. Đây là củ phanh dầu phía sau này. Nói chung là cái này chỉ có lưu ý một cái là các bác dùng lực phanh là tầm 40% lực phanh trước và 60% lực phanh sau nhá. Em xe này thì lắp trên cái nền bánh là bánh 40C rồi, nó to rồi. Bánh của địa hình thì nó rơi vào gần loanh quanh tầm 50C, còn bánh của City bình thường nó chỉ rơi vào 32C thì các bác lại càng phải lưu ý hơn. Em xe này về cơ bản nó bám đường như này tốt rồi thì dùng phanh này nó cũng đỡ lo lắng, nói chung là rất là ok luôn, rất là đảm bảo. Về hệ thống lái của xe, xe trục ghi đông có độ rộng là 68 cm, cho cảm giác lái rất là thoải mái, vì càng rộng càng thoải mái. Tuy nhiên các bác không thích thì có thể cắt đi một tí được, thoải mái. Cái này rất là dễ cắt vì cái này nó làm bằng nhôm sơn tĩnh điện màu đen lên. Cái tay nắm hai bên này nào nó là rất là êm này, à, cái này rất là êm. Độ bền thì phải kiểm chứng, nhưng mà về độ êm thì thực sự là cái này rất là êm. Có hai cái đai nhôm để chống xoay cái tay nắm phía trong này cũng rất là ưng luôn. Một cái potang cổ đúc luôn, làm bằng nhôm luôn, và bộ chén cổ của nó làm bằng nhôm đến từ hãng gì đây, nghe nó hơi là lạ tí, nhưng mà nó cái này gọi là tiêu chuẩn thôi. Đằng nào cao cấp hơn tí thì nhìn cái nước sơn nó được nó mịn mịn hơn tí, chứ còn không thì nó cũng là nhôm na ná nhau cả. Còn về hệ thống cọc yên ngồi thì nó sẽ có cọc yên nhôm đúc nhá, đến từ hãng đúc luôn. Cọc yên nhôm đúc tức là vít một cái lục dưới lên này, trông nó sẽ đẹp hơn cái loại vặn ốc hai bên như này. Chốt cọc yên là bằng nhôm luôn, mở ra và vào cực kỳ nhẹ, nói chung là rất là dễ thao tác. Cái này nó tiêu chuẩn thôi. Cái xe 2 triệu rưỡi bây giờ nó cũng đã lắp chốt nhôm rồi, tuy nhiên chốt đấy thì nó vặn nặng hơn cái này tí, còn cái tầm khoảng tầm 3 triệu rưỡi đổ lên thì cái chốt này mở rất là nhẹ nhàng. Còn về cái yên thì đợt này em đặt cái yên này, đấy, đặt nhà máy luôn. Thì cái yên này nó sẽ ngon hơn cái yên của con T820 trước một tí. Cái lô sau, lô tới đây của T820 thì về cơ bản nó sẽ lên yên cũng ngang ngang con này thôi. Đây. Cái yên này thì tương đối dày và chất da ổn. Trong tầm giá này thì cũng không chê được, nói chung là rất là hài hòa với xe luôn. Nói chung là các bác nếu mà không quá tầm 70 cân thì cũng chưa chắc đã cần phải mua dùng bọc yên. Còn ca nặng nữa các bác dùng yên béo thì em không nói, nhưng mà yên béo thì cũng nên hạn chế nhá, bởi vì yên béo về bản chất này đạp xa không tốt, yên béo chỉ đạp được gần gần thôi thì ok thôi, chứ còn đạp tầm 15 20 cây thì không nên dùng yên béo nhá. Tổng kết lại thì với tầm giá chỉ loanh quanh 5 triệu thì em đúc D500 này và T820 bên em có bán thì thực sự vẫn là một cái gì đấy khác biệt trên thị trường. Phải nói là các thông số cực kỳ cao cấp luôn. Và hiện tại em xe này nặng 14,2 cân nhá, nó là tiêu chuẩn của dòng hybrid và thực sự là nó cũng tương đối nhẹ nếu mà em so với các mẫu hybrid tầm 6 7 triệu của Huge hay là của VK Pro đấy, thì em xe này rất là ok, bởi vì em xe này gần như full nhôm rồi. Fuộc cũng lớn này, vai lớn này, nhưng mà nó làm bằng nhôm cho nên nó nhẹ. Thì có ống này bằng thép thôi thì tiêu chuẩn tầm này nó sẽ chưa lên được cái chỗ này bằng nhôm được, chỗ này bằng nhôm nữa thì nó sẽ nhẹ được khoảng tầm 3 400 gram nữa. Và một ổ trục cốt vuông mặt đạn tiêu chuẩn, nếu mà nó lên tốt trống thì nó lại nhẹ được khoảng tầm 300 gram nữa. Tuy nhiên thì tầm này thì nó lắp như này là đã quá kinh khủng rồi. Còn về màu sắc thì em nói từ đầu ấy thì có hai màu nhá, đều rất là đẹp luôn. Em đều chọn màu đặt làm rất là đẹp. Về bảo hành, bên em bảo hành khung 5 năm, phụ tùng 1 năm.
trừ xăm lốp và bê đan thôi, còn lại bảo hành tất tần tật nhé, có ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra rồi mới phải tính toán. Còn về quà tặng thì em tặng 4 món cơ bản thôi, tức là gá nước này, bình nước, chắn bùn và khóa số. Còn các món khác thì các bác có thể gọi là lựa chọn thêm nhé. Inbox Zalo em thì em cũng rất là nhiều phụ tùng phụ kiện đi kèm, yên tâm là về phụ tùng thì không thiếu, còn phụ kiện cũng gọi là tương đối đủ. Rồi, cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được một cái xe ưng ý nhé.